Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày thông điệp phục sinh năm 2018 của các nhà lãnh đạo Kitô tại Jerusalem. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án. Nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong thông điệp đầu tiên của mình khi được bầu chọn vào sứ vụ phục vụ của Thánh Phêrô, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chọn đề tài cho thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đây chính là điều mà Thánh Sử Gioan đã xác nhận trong thư thứ nhất của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu. Quả thế, bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng và kiểu mẫu của tất cả mọi loại tình yêu. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, tiếp nối câu chuyện đối thoại với ông Nicodemo về ơn tái sinh và sự sống đời đời, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta rõ nhất về khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa, về con tim của Thiên Chúa, về cõi lòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Những lời này của Chúa Giêsu thật dịu dàng, an ủi vỗ về các tín hữu và làm cho các tín hữu gần gũi Chúa hơn, giúp những người tội lỗi có can đảm trở về với Thiên Chúa
như người con hoang đàng trở về với cha mình. Thiên Chúa yêu thế gian, nghĩa là yêu tất cả nhân loại và yêu từng người trong nhân loại, dù con người là ai và đang ở tình trạng nào. Thiên Chúa cũng yêu nhân loại và người yêu nhân loại đến cùng. Người yêu đến nỗi từ địa vị là một Thiên Chúa cao sang vừa trên 9 tầng mây, đã hóa thân trở thành một người hữu hạn. Một vị Thiên Chúa tốt lành thánh thiện đã gánh lấy tội lỗi của cả trần gian, giao hòa thế gian với Chúa để con người được làm con Thiên Chúa và được sống muôn đời. Tại sao Thiên Chúa lại hành động như thế, lại yêu con người đến thế? Đơn giản, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì tình yêu đó, Thiên Chúa đã tác tạo con người và muốn cho con người được sống trong tình yêu đó. Giống như cha mẹ, một khi đã sinh con nên người thì vui vẻ, con hư hỏng thì buồn sầu, nhưng vẫn luôn yêu con, dù người con có như thế nào. Thiên Chúa yêu thế gian, yêu chúng ta còn gấp ngàn lần cha mẹ trần gian yêu thương con cái của mình. Điều này Thánh Vương David đã khẳng định. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Và lại, Thánh Gioan cũng đã thuật lại lời trần tình thương mến của Chúa Giêsu rằng, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chính vì thế, Thiên Chúa ban con một của người cho chúng ta để thay đổi, để điều chỉnh hình ảnh lệch lạc của con người chúng ta có về Thiên Chúa. Nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa muốn bày tỏ tình yêu đến cùng của người cho con người. Và tình yêu đến cùng được ban một cách thật quảng đại và nhân không. Trước tình yêu bao la diệu vời của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi tin vào Thiên Chúa tình yêu, ở lại trong tình yêu Thiên Chúa và làm cho tình yêu đó lan tỏa tới mọi người và mọi nơi. Làm lan tỏa tình yêu Thiên Chúa, tức là loan báo tin mừng cứu độ, là chia sẻ niềm vui tin mừng cho mọi người trong môi trường sống của chúng ta, nói với mọi người rằng Thiên Chúa yêu thương ta, Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào trong tình yêu của Chúa. Bởi lẽ, mục đích của việc Chúa Cha sai người con tới là để gánh tội và chết cho con người. Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin ban cho chúng con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua người con một yêu dấu của Chúa, để chúng con sống và làm chứng cho tình yêu Chúa ngay trong cuộc sống thường ngày, trong môi trường sống của mỗi người chúng con. Amen. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người.
Ngài đã chết trong đau thương để ta sống. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tông huấn về việc nên thánh. Sáng ngày 9 tháng 4 vừa qua, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người trong thế giới ngày nay đã được công bố tại Vatican. Văn kiện dài 44 trang chữ nhỏ hay 110 trang chữ lớn mang tựa đề Gaudete et Exultate, các con vui mừng và hân hoan, trích từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 12 khi Ngài nói về các mối phúc thật: Hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng của các con thật lớn lao trên trời. Chính như thế, người ta đã bách hại các ngôn sứ đi trước các con. Văn kiện được viết trong một ngôn ngữ đơn sơ và trở thành như một cuốn cẩm nang nhỏ về đời sống thiêng liêng có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tông huấn chia làm 5 chương với 177 đoạn, mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 19 tháng 3 năm 2018, lễ kính Thánh Giuse. Trong phần nhập đề, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, đây không phải là một cuốn khảo luận về sự thánh thiện, nhưng là làm vang dội một lần nữa lời kêu gọi nên thánh nơi dân Chúa. Đó là sự thánh thiện nơi những người sống cạnh chúng ta, sự thánh thiện của giai cấp trung lưu. Một đặc điểm của tông huấn là được soạn ra như Đức Thánh Cha đang nói với người đối diện trong một cuộc đối thoại và nhắm đến mọi bậc sống, người thánh hiến, người sống trong bậc vợ chồng, công nhân, các vị có trách nhiệm. Đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường, tô màu, không có chất lượng cao. Theo nghĩa này, văn kiện lấy hứng từ Thánh Francisco de Sales sống vào thế kỷ thứ 17, và được trích dẫn ngay trong trang đầu tiên, qua đó sự thánh thiện nói về cuộc sống hoàn hảo với những công việc thường nhật. Đức Thánh Cha nhắc đến khoảng 30 vị thánh trong tông huấn, nhưng không phải mọi người đều đã được tôn phong. Đặc biệt, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng được trích dẫn. Đức Thánh Cha viết, khi Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở trong tù, người đã từ khước mòn mỏi chờ đợi được trả tự do. Chọn lựa của người là, tôi sống giây phút hiện tại tràn đầy tình thương. Và cách thức cụ thể hóa điều này là, tôi lợi dụng những cơ hội xảy ra mỗi ngày để hoàn thành những công việc thông thường một cách ngoại thường. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại hai thứ giả mạo chân lý Công giáo, hai kẻ thù tinh vi và rất thời sự chống lại sự thánh thiện, vì nó tạo nên một thứ duy ưu tú, yêu mình và độc đoán. Trước hết, đó là thuyết ngộ giáo, làm băng hoại mầu nhiệm bằng cách khép kín nó trong kiến thức chủ quan. Tiếp đến là thuyết Pelage, quên rằng ơn thánh của Chúa chiếm vị trí thứ nhất chứ không phải ý chí con người. Hai lạc giáo này xuất hiện trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo và tái xuất hiện ngày nay, và mới đây Bộ Giáo lý Đức tin đã vạch trần trong văn kiện tựa đề Placuit Deo. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha khai triển 8 con đường nên thánh dựa trên 8 mối phúc thật, và trong số này, Ngài đặc biệt đề cao mối phúc, phúc cho ai có lòng thương xót như con đường tuyệt hảo để nên thánh. Phúc thật này chứa đựng quy luật lớn nhất về cách hành xử của các tín hữu Kitô, như được mô tả trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew về cuộc phán xét chung. Trang này chứng tỏ rằng nên thánh không có nghĩa là mở to đôi mắt trong một tình trạng gọi là xuất thần, nhưng là sống Thiên Chúa qua tình thương đối với những người rốt cùng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng rất tiếc là có những ý thức hệ cắt xén Tin Mừng. Một bên là những Kitô hữu không có tương quan với Thiên Chúa,
họ biến Kitô giáo thành một thứ NGO, một tổ chức phi chính phủ. Đảng khác có những người nghi kỵ sự dấn thân xã hội của những người khác, như thể đó là điều hời hợt, tục hóa, cộng sản hay mị dân, hay là họ tương đối hóa sự dấn thân ấy nhân danh một thứ luân lý đạo đức. Tại đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đối với mỗi tầng lớp người yếu ớt hoặc vô phương thế tự vệ, cần phải có sự bảo vệ cương quyết và hăng say. Cũng vậy, sự đón tiếp người di dân mà một số người công giáo muốn coi điều này kém quan trọng hơn đạo đức sinh học, đó là một nghĩa vụ của mỗi Kitô hữu, vì nơi mỗi người ngoại quốc có Chúa Kitô, và đây không phải chỉ là một phát minh của một giáo hoàng hoặc là một sự điên sản chóng qua. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đại lễ lòng Chúa thương xót tại Trung tâm Mục vụ. Tin vào Chúa Kitô phục sinh, hiệp thông một lòng một ý là lời loan báo tin mừng hiệu quả nhất và tốt đẹp nhất. Đó là phần đúc kết của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong bài giảng thánh lễ mừng Đại lễ lòng Chúa thương xót năm 2018 vào chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 4 vừa qua trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Từ 14 giờ 15 phút đã có hàng ngàn người tiến về tham dự đại lễ tại Trung tâm Mục vụ. Trong số này có rất đông các nữ tu thuộc các hội dòng, các cộng đoàn lòng Chúa thương xót đến từ 14 giáo hạt của Sài Gòn và từ các giáo phận Xuân Lộc, Đà Lạt, Bà Rịa, Phan Thiết, Vĩnh Long, Mỹ Tho. Từ đầu giờ đã có các cha ngồi nơi các tòa giải tội trước núi Đức Mẹ và vòng theo hành lang của nhà truyền thống để đón chờ các hối nhân. Sau khi khai mạc với các tiết mục diễn nguyện, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, đã có bài nói chuyện với cộng đoàn tham dự. Khởi đầu phần huấn từ, Đức Cha An Phong mời gọi mọi người hãy đến lòng Chúa thương xót bằng lòng yêu mến Chúa. Đừng chỉ đến vì muốn xin ơn này ơn nọ, xin không được rồi trách móc. Yêu mến Chúa để đạt đến sự tha thứ, để có lòng thương xót như người. Sùng mộ lòng Chúa thương xót, hãy yêu thương anh chị em mình, hãy yêu người như Chúa yêu. Và Đức Cha An Phong kết thúc. Yêu mến trực tiếp hay gián tiếp đều là sứ mạng loan báo tin mừng tình thương của Chúa. Cầu mong cho cộng đoàn lòng Chúa thương xót sống lòng thương xót như Chúa. Kế đó, cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Tổng Linh hướng Cộng đoàn lòng Chúa thương xót Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chia sẻ đề tài Sự tín thác. Cha Ernest giải thích, sự tín thác chỉ có khi ta tin vững vàng ở bên cạnh Chúa, cho dù bão giông, cho dù cái chết đến cũng không nào núng. Ta nép vào lòng Chúa như trẻ nhỏ nép vào lòng cha mẹ, phó thác mọi sự nơi người. Nhờ tình yêu mà chúng ta lớn lên trong niềm tín thác vào Thiên Chúa. Đỉnh cao của ngày hội là thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 17 giờ 30 phút. Thánh lễ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn chủ tế. Hiệp dâng với Ngài có Đức Cha An Phong cùng Quý Linh Mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Louis dẫn giải đoạn tin mừng tường thuật việc Chúa Giê-xu hiện ra cùng các môn đệ lúc ông Tô-ma đi vắng. Khi nghe các ông thuật lại, ông Tô-ma đòi chạm vào các vết thương của Chúa rồi mới tin. 8 ngày sau đó, Chúa lại hiện ra lúc có ông Tô-ma. Người bảo ông Tô-ma xỏ ngón tay vào vết thương. Rồi ông Tô-ma tuyên xưng, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Lời tuyên xưng của ông Tô-ma là đỉnh cao của phúc âm, Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Đức Kitô phục sinh đã ban thánh thần cho các môn đệ và sai các ông ra đi. Rồi Đức Cha Louis nhắc lại đoạn sách công vụ tông đồ, diễn tả hội thánh đầu tiên gia tăng đông đảo với một lòng một ý, hiệp thông với nhau, ra đi loan báo tin mừng để hội thánh ngày một phát triển. Hội thánh dù nhiều lần bị chia rẽ hoặc gặp những sức mạnh của thù địch, quyền lực chống phá,
nhưng vẫn tồn tại. Đó là nhờ lý do duy nhất hội thánh được thành lập do ý muốn của Đấng Thần Linh. Và Đức Cha Louis kết thúc bài giảng khi nói rằng, tin vào Chúa Kitô phục sinh, hiệp thông một lòng một ý là lời loan báo tin mừng hiệu quả và tốt đẹp nhất. Sau lời cảm ơn của ban tổ chức, trước khi ban phép lành toàn xá, Đức Cha Louis đã cùng cộng đoàn đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 50 phút trong sự tin yêu và phó thác của các tín hữu nơi lòng thương xót của Chúa. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thông điệp phục sinh 2018 của các nhà lãnh đạo Kitô tại Jerusalem qua sự trình bày của An Lên. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thông điệp phục sinh năm 2018 của các nhà lãnh đạo Kitô tại Jerusalem, bao gồm Công giáo, Chính thống giáo Hy Lạp, Giáo hội Armenia Tông truyền, Chính thống giáo Coptic, Chính thống giáo Syria, Chính thống giáo Ethiopia và các hệ phái tin lành. Sau đây là toàn văn thông điệp nói trên. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. Chúng tôi, các thượng phụ và những người đứng đầu các giáo hội ở Jerusalem, cùng nhau gửi lời chúc phục sinh của chúng tôi và lời hân hoan công bố tin mừng phục sinh của Chúa và là đấng cứu độ của chúng ta cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Từ Jerusalem, nơi Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, chúng tôi ban phước lành cho các tín hữu đang cử hành lễ phục sinh vào thời điểm hồng phúc này. Trong hơn 2.000 năm qua, những người hành hương đã theo bước chân của Chúa Giêsu và tuôn đến Jerusalem để nhìn thấy ngôi mộ trống. Sự phục sinh của Chúa chúng ta là một sự kiện lịch sử, bao gồm sự đổi mới toàn bộ trật tự vũ trụ và canh tân khuôn mặt của toàn bộ sáng tạo. Đây là thời gian mà gia đình Kitô giáo trên toàn thế giới ghi nhớ công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Jerusalem, thành phố của hy vọng và phục sinh, vẫn là một biểu tượng thiêng liêng cho ơn cứu rỗi và một sự phản chiếu của Jerusalem mai sau trên trời. Trên thực tế, tính chất thiêng liêng, hiệp nhất và siêu nhiên này của Jerusalem vẫn tiếp tục là một ngọn hải đăng cho hy vọng, hòa bình và cuộc sống cho người dân trong khu vực này và trên toàn thế giới. Chúng tôi cầu nguyện rằng ở đây, nơi thánh địa này, chúng tôi có thể tiếp tục mà không bị cản trở để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của chúng tôi, như những biểu hiện của tin mừng sống động trong việc phục vụ người nghèo, tìm kiếm công lý và bước đi trong ánh sáng và tình yêu của Chúa Kitô phục sinh.
Tin mừng cho chúng ta biết rằng, trước khi Chúa Giê-xu lên trời vinh hiển, Ngài đã phải trải qua cuộc thương khó, và trước khi bước vào vinh quang, Ngài đã bị đóng đinh. Chúng ta cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn Năng, để những người đang bước theo con đường thập giá có thể thấy rằng đó là con đường của hy vọng, bình an và sự sống. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ tại khu vực này và trên toàn thế giới, và tất cả những ai đang phải chịu đựng trong im lặng, cho những người tị nạn và những người phải di dời, cho những ai đang bị áp bức, những ai trong tình cảnh quẫn bách, cho tất cả nạn nhân của bạo lực và phân biệt đối xử, và cho tất cả những người cố gắng mưu cầu công lý và hòa giải. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, từ trong kẻ chết là lời nhắc nhở thường xuyên rằng quyền năng của sự giữ và cái chết sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Thay vào đó, sự sống đã chiến thắng cái chết và bóng tối. Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với chính Ngài trong Đức Chúa Giê-xu Ki-tô và mời gọi chúng ta tiếp bước người trong sứ vụ hòa giải. Xin Chúa phục sinh, củng cố chúng ta qua Thánh Thần của Ngài, để chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng phục sinh của Người, để yêu mến, phục vụ và mang lại tin mừng cho tất cả mọi người. Chúa Ki-tô đã sống lại. Alleluia! Ngài thực sự đã sống lại. Alleluia! Các vị đồng ký tên: Đức Thượng Phụ Theophilos thứ ba, Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp; Đức Thượng Phụ Nuran Manujan, Giáo hội Armenia Tông Truyền; Đức Tổng Giám mục Pia Batista Pizabala, Giám quản Tông Tòa, Tòa Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Latin; Cha Francesco Baton, bề trên dòng anh em hèn mọn tại Thánh Địa; Đức Tổng Giám mục Alba Antonius, Chính Thống Coptic tại Jerusalem; Đức Tổng Giám mục Sieros Manki Murat, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Syria; Đức Tổng Giám mục Abba Embakok, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Ethiopia; Đức Tổng Giám mục Yasser Al-Ayas, Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Menkit Đông Phương; Đức Tổng Giám mục Musa El-Hajre, Công giáo Nghi lễ Maronit; Đức Tổng Giám mục Suheim Dawani, Tin lành Jerusalem và Trung Đông; Đức Giám mục Ibrahim Sani Aza, Tin lành Luther ở Jordan và Thánh Địa; Đức Giám mục Paulo Manki, Công giáo Nghi lễ Syria; Đức Giám mục Kriko Okosdinos Kusa, Công giáo Nghi lễ Armenia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thông điệp phục sinh năm 2018 của các nhà lãnh đạo Kitô tại Jerusalem. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày. Thánh lễ kết thúc, nhưng sứ vụ của Kitô hữu mang bình an cho người khác bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu hiện diện trong buổi yết kiến chung sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi bắt đầu bài giáo lý cuối cùng về thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dùng hình ảnh muôn ngàn hoa rực rỡ tại quảng trường Thánh Phêrô để nói đến phục sinh nở hoa. Vì sự sống lại của Chúa Kitô làm nảy sinh bông hoa mới, nảy sinh sự công chính của các tín hữu.
bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng, sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chúc lành cho cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc như cách được bắt đầu, nghĩa là với dấu thánh giá, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi đấng mời gọi chúng ta chia sẻ sự sống thần linh của Người qua sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Sau đó, linh mục giải tán cộng đoàn với lời chúc ra đi bình an để mang phúc lành đến cho thế giới. Đức Thánh Cha nói, đặc biệt chúng ta biết rõ rằng, trong khi thánh lễ kết thúc, sứ vụ làm chứng của người Kitô hữu bắt đầu. Có những người đi lễ như một công việc hàng tuần rồi thì quên đi. Không, chúng ta tham dự thánh lễ để tham dự vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, và sống như Kitô hữu hơn nữa. Chúng ta ra khỏi nhà thờ để ra đi bình an và mang phúc lành của Chúa vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vào trong gia đình chúng ta, vào nơi làm việc, giữa những lo toan của cuộc sống dương thế, chúng ta vinh danh Thiên Chúa bằng cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta dự lễ xong và bàn tán xem người này kìa, nhìn người kia kìa, thánh lễ không đi vào tâm hồn chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự lễ xong, chúng ta phải tốt hơn trước khi tham dự thánh lễ, sống động mạnh mẽ hơn và mong muốn làm chứng tá Kitô hữu hơn. Qua thánh thể, Chúa Giêsu đi vào trong con người chúng ta, trong trái tim và thân xác của chúng ta, để chúng ta có thể diễn tả bí tích mà chúng ta đã lãnh nhận với đức tin trong đời sống. Do đó, từ việc cử hành đến cuộc sống, chúng ta ý thức rằng thánh lễ được hoàn thành trong các chọn lựa cụ thể của những người tham dự trực tiếp vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta không được quên rằng chúng ta cử hành thánh thể để học trở thành những con người của thánh thể. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là để Chúa Kitô hành động trong các hoạt động của chúng ta, để các tư tưởng của Ngài trở thành tư tưởng của chúng ta, tâm tình của Ngài trở thành tâm tình của chúng ta, chọn lựa của Ngài cũng trở thành chọn lựa của chúng ta. Đây là sự thánh thiện. Làm như Chúa Kitô đã làm, đó là sự thánh thiện Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thánh Phaolô đã diễn tả chính xác điều này khi nói về việc trở nên giống Chúa Giêsu thật sự. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô soi sáng cho chúng ta trong chính cách thức mà chúng ta chết đi cho tính ích kỷ của mình. Nghĩa là chúng ta làm chết đi những gì trái ngược với tin mừng và tình yêu của Chúa Giêsu. Một không gian rộng lớn dành cho quyền năng của thần khí được tạo nên trong chúng ta. Các Kitô hữu là những người mở rộng tâm hồn mình với sức mạnh của Chúa Thánh Thần sau khi lãnh nhận mình vào máu Chúa Kitô. Anh chị em hãy để cho tâm hồn mình được mở ra. Không phải là tâm hồn chật hẹp đóng kín, nhỏ nhen ích kỷ, nhưng là tâm hồn rộng lớn, với những định hướng rộng lớn. Bởi vì sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bánh được thánh hiến, không kết thúc với thánh lễ. Thánh thể được gìn giữ trong nhà tạm để cho các bệnh nhân rước lễ và để kính thờ Chúa trong thinh lặng. Việc thờ kính thánh thể ngoài thánh lễ, cách cá nhân hoặc cộng đoàn, giúp chúng ta ở lại trong Chúa Kitô. Vì thế, hoa trái của thánh lễ được chín mùi trong cuộc sống hàng ngày. Thánh lễ như hạt lúa lớn lên trong cuộc sống thường ngày, lớn lên và chín trong các việc thiện, trong các ứng xử mà làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu. Thật thế, trong khi thánh thể làm gia tăng sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô, thánh thể làm cho ân sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội và thêm sức, được gia tăng mỗi ngày
để cho chứng tá Kitô của chúng ta trở nên đáng tin cậy. Thêm vào đó, trong khi thắp sáng tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta, Thánh Thể tách chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúng ta càng tham gia vào sự sống của Chúa Kitô và tiến triển trong tình bạn với Ngài, thì việc tội trọng tách rời chúng ta khỏi Ngài càng khó khăn hơn. Việc thường xuyên đến gần với bàn tiệc Thánh Thể, canh tân, củng cố và đào sâu mối liên hệ với cộng đoàn Kitô hữu mà chúng ta thuộc về. Theo nguyên lý, Thánh Thể tạo nên giáo hội. Thánh Thể liên kết mọi người với nhau. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, việc tham dự vào Thánh Thể cũng là dấn thân cho người khác. Đặc biệt là cho người nghèo, khi dạy chúng ta đi từ thân thể Chúa Kitô đến thân thể của anh chị em. Nơi đó, người chờ đợi để được chúng ta nhận ra, được chúng ta phục vụ, tôn trọng và yêu mến. Trong khi mang gia tài quý giá là sự kết hợp với Chúa Kitô trong những chiếc bình sành dễ vỡ, chúng ta cần tiếp tục trở lại bàn thờ, cho đến khi chúng ta sẽ nếm hưởng hoàn toàn phúc lành của bàn tiệc cưới của con chiên ở trên thiên đàng. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về hành trình tái khám phá thánh lễ mà Người đã cho chúng ta được cùng nhau thực hiện. Và hãy để chúng ta được lôi kéo với đức tin được canh tân đến với cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa Giê-xu, chịu chết và sống lại vì chúng ta. Cầu chúc cho cuộc sống của chúng ta luôn nở hoa như thế, như lễ phục sinh, với các bông hoa của niềm hy vọng, của đức tin và việc thiện. Ước gì chúng ta luôn tìm thấy sức mạnh trong Thánh Thể, trong sự hiệp nhất với Chúa Giê-xu. Chúc mừng phục sinh tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cô bé 7 tuổi đã dựa vào sức mình để cố gắng cứu hàng triệu trẻ em ở châu Phi thoát khỏi căn bệnh sốt rét. Việc làm của cô bé khiến rất nhiều người dân trên thế giới cảm động. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2006, cô bé Catherine Kamale, người Mỹ, xem đoạn phóng sự ở châu Phi trên TV, trong đó có nói ở châu Phi trung bình mỗi 30 giây sẽ có một đứa trẻ tử vong do bệnh sốt rét. Cô bé 5 tuổi ngồi trên sofa đếm số bàn tay 1, 2, 3. Khi đếm đến 30, cô bé hoảng sợ nói, mẹ ơi, có một bạn nhỏ ở châu Phi chết rồi, chúng ta nhất định phải làm gì đó. Mẹ cô bé lên mạng tìm thông tin và nói với Catherine, bệnh sốt rét rất đáng sợ, trẻ em bị sốt rét rất dễ mất mạng. Cô bé hỏi, vậy vì sao trẻ em lại bị sốt rét ạ? Mẹ bé trả lời, bệnh sốt rét truyền nhiễm qua muỗi, ở châu Phi có quá nhiều muỗi. Bé hỏi tiếp, vậy phải làm sao đây? Mẹ bé nói, hiện nay có một loại mùng được ngâm qua thuốc diệt muỗi, nó có thể bảo vệ con người khỏi bị muỗi đốt. Bé lại hỏi, vậy vì sao họ không dùng mùng ạ? Mẹ bé trả lời, bởi vì loại mùng này quá đắt đối với họ, họ không mua nổi. Bé Catherine nói, không được,
chúng ta phải làm gì đó. Vài ngày sau, mẹ của Catherine nhận được điện thoại của cô giáo mẫu giáo nói rằng cô bé không đóng tiền ăn nhẹ. Khi mẹ hỏi tiền đâu, thì Catherine nói, mẹ ơi, nếu con không ăn đồ ăn nhẹ ở trường, bình thường không ăn vặt, cũng không mua búp bê nữa, vậy thì có đủ để mua một chiếc mùng không ạ? Mẹ đưa cô bé đến siêu thị, mua một chiếc mùng chống bụi lớn có thể sử dụng cho 4 trẻ em có giá 10 mấy đô la. Sau đó cô gọi điện thoại cho tổ chức làm từ thiện ở châu Phi và hỏi cách làm thế nào để gửi được chiếc mùng đến đó. Rất nhanh sau đó, họ tìm thấy tổ chức Nothing But Nets, chuyên gửi mùng đến cho trẻ em châu Phi. Catherine tự tay gửi chiếc mùng đi. Một tuần sau, cô bé nhận được thư cảm ơn từ tổ chức Nothing But Nets. Ở trong thư, họ cho biết cô bé là người quyên góp nhỏ tuổi nhất, và nếu cô bé quyên góp 10 chiếc mùng thì sẽ được giấy chứng nhận. Catherine yêu cầu mẹ cùng mình ra chợ bán đồ cũ để bày bán sách cũ, đồ chơi cũ, quần áo cũ của cô bé để lấy tiền quyên góp. Nhưng bán cả một ngày mà không ai mua. Catherine nghĩ mình quyên tiền mua mùng, tổ chức Nothing But Nets sẽ cho mình giấy chứng nhận. Vậy người khác mua đồ của mình, đưa cho mình tiền, họ cũng nên nhận được giấy chứng nhận mới đúng chứ. Thế là cô bé bắt đầu tự làm giấy chứng nhận. Mẹ giúp mua vật liệu, bố giúp sắp xếp phòng làm việc, em trai giúp vẽ trái tim. Mỗi tờ giấy chứng nhận đều có dòng chữ, nhân danh bạn, chúng ta mua một chiếc mùng để gửi đến châu Phi. Tờ giấy do chính Catherine viết tay. Đương nhiên, còn có chữ ký chứng nhận của cô bé. Chỉ cần quyên góp 10 đô la để mua một chiếc mùng là sẽ nhận được một tờ giấy chứng nhận. Hàng xóm nhìn thấy giấy chứng nhận của cô bé, họ cảm thấy cô bé vừa ngây thơ vừa cảm động. Cô bé nhanh chóng bán được 10 tờ giấy chứng nhận. Catherine gửi tiền cho tổ chức từ thiện và nhận được giấy chứng nhận danh dự đặc biệt làm riêng cho cô bé từ tổ chức này. Họ phong cho Catherine là đại sứ mùng chống mũi. Những người ở hiệp hội nói với Catherine, những chiếc mùng mà cô bé quyên tặng đã gửi đến ngôi làng có tên là Stiga ở Ghana. Ở đó có 550 gia đình. Nhưng chỉ có 10 chiếc mùng thì phải dùng làm sao đây? Hàng xóm của Catherine không chỉ cùng cô bé mua mùng, mà các con của họ cũng tham gia giúp Catherine làm giấy chứng nhận, và họ trở thành đồng đội với Catherine. Mục sư trong khu vực cũng mời cô bé đến nói chuyện ở nhà thờ. Cô bé chỉ nói vài phút ngắn ngủi, nhưng đã nhận được 500 đô tiền quyên góp. Lần này cô bé rất phấn khởi, bắt đầu nói chuyện tại các nhà thờ khác. Khi vừa tròn 6 tuổi, Catherine đã gây quỹ được 6.316 đô la. Tổ chức Nothing But Nets đăng tải câu chuyện về cô bé Catherine trên mạng và đã thu hút được rất nhiều người. Một ngày nọ, Catherine nhìn thấy đoạn quảng cáo công ích cho tổ chức Nothing But Nets của siêu sao bóng đá người Anh David Beckham trên TV. Cô bé lập tức viết một lá thư cho Beckham để cảm ơn anh. Đương nhiên, cũng gửi cho anh một tờ giấy chứng nhận. Beckham đã chia sẻ giấy chứng nhận của Catherine lên trang cá nhân và được chia sẻ rộng rãi. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2007, Catherine nhận được thư gửi đến từ làng Stiga. Các bạn nhỏ trong làng đã viết, cảm ơn mùng mà bạn đã gửi cho mình. Chúng mình đã thấy ảnh của bạn. Mọi người đều cảm thấy bạn rất xinh. Catherine vui lắm khi nhận được sự khích lệ này, khiến cô bé có động lực lớn hơn. Cô và các đồng đội của cô cùng chung tay làm 100 tờ giấy chứng nhận để gửi cho mỗi tỷ phú trong bảng xếp hạng tạp chí Forbes, mỗi người một tờ.
trên một lá thư có viết: "Kính gọi ông Bill Gates, không có mùn chống muỗi, các bạn nhỏ ở châu Phi sẽ bị mất mạng do bệnh sốt rét. Họ cần tiền, nhưng nghe nói tiền đều ở chỗ ông." Ngày 5 tháng 4 năm 2011, quỹ từ thiện của Bill Gates tuyên bố quyên góp 3 triệu đô la cho tổ chức Nothing But Nets. Bill Gates cho biết ông nhận được một tờ giấy chứng nhận cùng một lá thư. Trong thư nói rằng số tiền mà trẻ em ở châu Phi cần để mua mùng chống muỗi đều ở chỗ ông. Có vẻ như ông không đưa tiền ra là không được. Năm 2008, quỹ từ thiện Bill Gates đã quay một bộ phim tài liệu công ích có tên là Trẻ Em Cứu Trẻ Em. Nhờ đó mà Catherine đã đến châu Phi. Cô bé nhìn thấy các bạn nhỏ dùng bút viết lên mùng chữ Catherine. Các bạn đều gọi những chiếc mùng cứu mạng này là mùng Catherine. Chiếc mùng đầy tình yêu thương này sẽ bảo vệ các bạn nhỏ mỗi đêm. Làng Stiga bây giờ có tên là làng mùng Catherine. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thành trong những phút cầu nguyện. Mừng Chúa chiến thắng tư tần, mùa hồng ân chứa tràn niềm trần. Này giờ, giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, alleluia, trần hoàn ơi vang lời ngợi ca, cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ơn cứu độ tỏa lan. Ra chuộc khổ hình, Ngài vác trên mình vì yêu chúng sinh. Tôi đây xiêng xích Ngài đã dẹp tan, ban phúc ân dư tràn. Chúa nay khải hoàn, nào cùng mừng hát Alleluia. Mừng Chúa chiến thắng tư tần, mùa hồng ân chứa tràn nhân trần. Này giờ, giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, alleluia, trần hoàn ơi vang lời ngợi ca, cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ơn cứu độ tỏa lan. Trong cuộc sống này thâm tối dâng đầy làm con ngủ say, Ngài là vầng sáng rạng soi chân gian cho những ai cơ an. Thánh ân tuôn tràn, Ngài đã tặng ban trải rộng miên man. Giáo hội là mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành các công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân Chí Thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là ngày Chúa Nhật, giáo hội tưởng nhớ việc Chúa phục sinh. Mỗi năm một lần, giáo hội còn cử hành mầu nhiệm ấy hết sức trọng thể vào dịp lễ Chúa phục sinh cùng với cuộc thương khó hồng phúc của người. Mùa chay, chúng ta đã cùng suy gẫm chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa được tổng hợp rất cô đọng ở trong kinh cầu chịu nạn. Tuy nhiên, trong cấu trúc kinh cầu chịu nạn lại chứa đựng một phần dành cho mầu nhiệm phục sinh.
Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên. Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ. Chúa Giêsu cho Thánh Tô-ma xem năm dấu thánh. Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phê-rô cai trị hội thánh. Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ đi khắp thế gian rao giảng nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời. Chúa Giêsu ngày tận thế lại xuống phán xét. Niềm vui vỡ òa của mầu nhiệm phục sinh tràn ngập đất trời, nhưng dường như còn nghe đâu đó văng vẳng cung thương của mùa thương khó. Phải chăng con người đang sống trong lo âu thấp thỏm, cảm nhận nỗi sợ hãi hơn là niềm vui? Ngày thứ sáu khổ nạn dường như đã lấn át ngày Chúa Nhật phục sinh. Nhiều người khủng hoảng niềm tin đã đặt vấn đề: tại sao Thiên Chúa lại cho những đau khổ xảy ra trên thế giới? Tại sao Chúa lại chịu chết nhục nhã đớn đau? Tại sao kinh cầu chịu nạn, tường thuật những đau khổ của Chúa thật là dài, mà chỉ có một phần ngắn dành cho mầu nhiệm phục sinh? Chúng ta đừng quên rằng, Thiên Chúa đã chịu chết để gánh tội trần gian. Ngài đã đi đến tận cùng nỗi thống khổ của con người, nên đau khổ không còn xa lạ với Chúa. Ngài thấu hiểu những đau khổ bất công ta phải chịu, bởi chính Ngài đã hạ mình xuống, chịu đánh đòn, đau khổ và chết như ta. Nhưng vào buổi sáng phục sinh, tình yêu đã chiến thắng sự chết. Niềm vui và hy vọng đã tràn vào lật tung nấm mồ sợ hãi và tuyệt vọng. Sự ác đã bị đánh bại, tử thần đã bị tiêu diệt. Chiêm ngắm những đau khổ của Chúa được mô tả trong lời kinh để chúng ta tìm ra giá trị cho những đau khổ trong cuộc đời. Một đoạn trong kinh cầu chịu nạn dành cho mầu nhiệm phục sinh giúp cho chúng ta nhận ra được rằng khổ nạn và phục sinh, hai giai đoạn của một mầu nhiệm duy nhất, mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô, cứu ta khỏi tội lỗi và cho ta được ân phúc giao hòa với Thiên Chúa. Biến cố phục sinh không chỉ thuộc về lịch sử, cũng không phải là một kỷ niệm chỉ còn vang vọng trong ký ức, nhưng là một thực tại luôn hiện diện hôm nay. Chúng ta đọc được trong từng biến cố khổ đau của cuộc đời luôn có niềm hy vọng phục sinh. Niềm hy vọng này hoàn toàn có cơ sở vững chắc, bởi chúng ta đã được thông phần vào sự phục sinh của Chúa. Lời kinh cho ta những dẫn chứng tóm lược của tin mừng. Các tông đồ đang run sợ, thất vọng, đã trở nên mạnh mẽ. Chúa đã sống lại, lên trời, rồi Ngài trở lại trong vinh quang để phán xét trong ngày sau hết. Lời kinh cho ta chứng tích đức tin của các tông đồ. Các ngài đã được Chúa phục sinh biến đổi, đã mạnh mẽ làm chứng cho Chúa và đã dám hy sinh tính mạng của mình. Các tông đồ đã có cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Kitô phục sinh, nên các ngài mới có đủ sức mạnh làm chứng. Ước gì mỗi lần đọc kinh cầu chịu nạn, chúng ta cảm nghiệm sâu hơn hồng ân cứu độ. Ước chi sức mạnh phục sinh của Chúa luôn là động lực giúp chúng ta sống tốt hơn. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin Chúa tuôn đổ trên chúng con sức sống của Chúa. Xin cho con được tràn ngập niềm vui như xưa Chúa đã ban cho các tông đồ. Ước gì niềm vui của Chúa phục sinh lớn mãi trong tâm hồn con, biến đổi con thành những chứng nhân cho niềm hy vọng, để con mang niềm vui đến cho những ai đang tuyệt vọng, đem nụ cười đến cho kẻ khóc than, làm tươi trẻ những tâm hồn héo úa, rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người. Xin Chúa phục sinh chúc lành cho những ước nguyện của chúng con.
Amen. Mừng Chúa chiến thắng tư thần, mùa hồng ân chứa trang nhân trần. Này giờ con Chúa hiến vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alleluia, Alleluia, trần hoàn ơi vang lời ngợi ca. Cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ơn cứu độ tỏa lan. Alleluia, vang khúc ca hòa lời kinh thiết tha. Nhịp chân vui bước cùng đi muôn phương, gieo rắc tin vui mừng. Hí hoan tưng bừng, mừng ngày phục sinh tình yêu quang vinh. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.